còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh ngồi đồ hoa đào, mình bằng hướng đến mai sau. Nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa. Quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Trước mắt quý vị đây là đôi loa toàn giải của Coran. Mặc dù nó không giá hiệu nhưng mà cũ loa của Coran nha quý vị. Những ngày bên hai đứa chung vui hợp. Thiết kế rất là đẹp mắt, rất là sắc sảo. Mình thường chờ nhau những ngày. Kích thước của nó là cao khoảng 55 và sâu 30 và chiều ngang khoảng 38 cm. Sở hữu bass 20 cm và một dép kèn ở trên nha quý vị. Bass toàn giải của hãng Coran. Mũi này đỏ, mũi đỏ nè. Dòng toàn giải của Coran thì nó khẳng định được cái chất âm từ rất lâu quý vị, được rất nhiều giới chơi audio săn đón. Đặc biệt cái dòng toàn giải Coran nó đặc biệt hay nha quý vị, nó như là loa Mỹ vậy, chất nó như loa Mỹ, không thua kém gì hết. Về đây em có bàn tay nhỏ để loa nguyên zinc. Thùng quá góc cạnh thì còn rất là đẹp. Rất là đẹp ha, sử dụng. Đây, thùng quá cực kỳ đẹp. Thì em báo giá luôn, đôi loa này có giá 4,5 triệu nha quý vị. Em chia sẻ giá đi nhanh, thanh lý cho quý vị nhanh luôn, cho chống kho bớt. Giá rất là hợp, giá rất là tốt để quý vị sở hữu đôi loa này ha. Một đôi kèn và một bass 20 Coran, thùng rất là đẹp. Lưới thì quý vị có cái họng kèn ngoài luôn nha quý vị. Rất là đẹp nha. Có một cái viền nhôm rất là sang trọng, nhìn rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Quý vị nghe nhẹ nhàng chậm rãi thì những dòng lo này thì tuyệt vời vô cùng. Em đang ghép nó với con âm ly đèn Dis 300B. Con đèn này em bán rồi nha quý vị. Bán rồi, còn đôi loa thôi. Rồi, quý vị các bạn yêu thích thì liên hệ với em. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Xin cảm ơn.